Rạch đầu rắn, mọc lộn trốn, đá dăm là cảnh tượng kinh hoàng không ai muốn chứng kiến quá 5 giây. Một người đàn ông Thái Lan đã phát hiện ra một con rắn có hình thù vô cùng kỳ dị trong khi leo núi dã ngoại. Thoạt nhìn thì đầu con rắn có vẻ mọc rất nhiều đá dăm, che khuất cả mắt và miệng của nó. Tuy nhiên người đàn ông đã nhận thấy sự bất thường và quyết định mang nó về nhà để chữa trị, bởi nó dường như rất đau đớn vì dị vật ở trên đầu. Ông đã tìm cách để bắt con rắn rồi mang đến trạm chăm sóc động vật hoang dã của địa phương để nhờ đến sự trợ giúp. Điều khiến cho tất cả mọi người sửng sốt chính là con rắn không hề mọc đá mà nó bị một loài ký sinh trùng bám đầy ở trên đầu và thân để hút máu. Nếu không được cứu chữa kịp thời thì có lẽ rằng con rắn này sớm muộn cũng sẽ chết do nó bị mất quá nhiều máu. Sau khi loại bỏ những sinh vật nguy hiểm này, người đàn ông đã thả con rắn về rừng. Đối với vật nuôi trong nhà, chúng ta cũng nên chú ý đến những dấu hiệu bất thường, tránh trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra.